nhà nha. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bao chiên ha. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu nhân trước. Nhân ở đây thì mình sẽ sử dụng thịt ba gọi mình xay ra, mình sẽ trộn chung với cà gót sắc hạt lựu với lại là củ hành tím mình băm nhỏ ra, rồi mình sẽ ướp với là bột nêm, bột ngọt và tiêu. Sau đó mình sẽ trộn đều cái nguyên liệu này lại nha. Hôm nay thì mình sử dụng cái bột của hiệu Miko để làm bánh bao chiên á, thì mình sử dụng ở đây 500 g, và ở đây nước lọc là mình sử dụng là 170 ml nước lọc. Thì mình sẽ cho vào cái một cái thau và một cái âu gì đó, một cái tô để mình trộn cái bột này. Mình thời gian mình nhồi bột là khoảng 12 đến 15 phút, thì mình sẽ cho vào một cái dụng cụ. Cái này là mình chiên để nhào bột ở trong cái máy là bánh mì á, thì mình sẽ cho vào đây và mình cho vào máy để cho nó nhồi cho nó nhanh ha, mình tiết kiệm thời gian, trong thời gian đó thì mình làm những cái việc khác nhá. Rồi thì mình bây giờ thì mình sẽ cho bột và nước vào và mình cho vào máy để máy nó nhồi luôn. Bột sau khi mình nhồi xong thì bây giờ mình sẽ ủ trong thời gian là khoảng 1 tiếng ha. Ở đây thì mình có một số trứng cút với lại cái thịt này, một hồi mình sẽ bọc thịt bọc ngoài cái trứng cút á, mình bọc cái cho trứng cút vô xong rồi mình sẽ đem đi hấp chín ha. Rồi khi mà cái bột này nó đạt rồi sau 1 tiếng đồng hồ sau á thì mình sẽ tạo hình rồi mình cho cái nhân vào, rồi cứ thế mình đem đi chiên thôi ha. Mình cho những cái viên nhân thịt này vào trong cái sửng và mình hấp ha. Mình hấp khoảng 15-20 phút ha, cho cái thịt này nó chín, cái nhân nó chín, để một hồi cái mình cho vào cái những cái bánh bao để mình do viên lại rồi mình đem chiên. Nếu mình không có hấp trước thì sợ thì cái nhân nó sẽ không có được chín á, cho nên mình đem mình hấp chín trước rồi hả bọc cái vỏ bánh bao rồi mình đem chiên. Như thế thì bánh của mình nó đảm bảo cái độ chín ngon, chứ sợ mình nhưng mà sống á, thì sợ bánh nó không chín đều. Đây thì sau khi mà mình ủ bột xong rồi khoảng 1 tiếng đó, cái mình sẽ lấy bột ra và mình sẽ nhào, rồi mình sẽ cán mỏng, rồi mình sẽ cho nhân vào ha. Mình chỉ cần vo tròn là được rồi, còn nếu như bạn nào khéo tay thì có thể tạo kiểu tạo hình xinh xắn đẹp đẽ hơn ha. Còn mình thì nhanh gọn lẹ, mình chỉ vo tròn lại là xong ha. Thì bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị bắt cái chảo dầu lên để mình chiên những cái chiếc bánh bao của mình nha. Mình cho vào chảo mình chiên những cái chiếc bánh bao của mình ha. Cho nhiều dầu vào và mình để lửa hơi to to, sau đó mình chiên rồi mình trở đều ha. Đây, mình chiên ha, bánh nó vàng đều, nó giòn như thế này ha, nó rất là giòn luôn nha. Rồi cái mình sẽ lấy ra ha, mình lấy ra mình để trên cái giấy thấm dầu để cho nó hút thấm dầu bớt. Rồi thì mình sẽ tiếp tục chiên 5 cái kia nữa. Và bây giờ là thành phẩm của chúng ta đã hoàn thành nha. Bánh bao chiên của chúng ta đã xong. Mình sẽ ăn kèm với lại dưa leo, cà chua, xà lách và chút xíu rau thơm kết hợp với lại ớt xào. Còn nếu như ai không có ớt xào thì mình có thể sử dụng tương ớt và kết hợp thêm mayonnaise nếu có nha. Và mình tráng miệng là nho. Và cái bữa ăn của mình hôm nay thì nó đơn giản, nhanh gọn lẹ như thế này thôi. Thay vì mình ăn cơm, ăn hủ tiếu, mì thì mình có thể thay đổi khẩu vị một ngày nào đó với cái bánh bao chiên để mình thay đổi nha. Và chiên xong thì mình để trong cái giấy thấm dầu á, thì bánh bao của mình rất là nó ráo dầu và nó rất là giòn và ngon nha. Xốp nữa, bánh bao cực kỳ xốp và ngon. Mình chiên tại nhà thì nó đảm bảo hơn, mình dầu mình sử dụng mình biết gõ, cho nên là mình chiên mình ăn cũng không có sợ ha. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã chịu khó theo dõi cái video clip của Trúc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác. Và nếu như yêu thích kênh của Trúc thì mọi người có thể đăng ký và nhấn chuông ở bên góc bên phải để có thể cập nhật đầy đủ những cái video clip mà Trúc chia sẻ và kịp thời nữa nhé.
Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác. Và bây giờ chúc xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc bên gia đình nha. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.